Thưa quý vị và các bạn, mùa khô năm nay nắng nóng gay gắt, một số địa phương trên địa bàn tỉnh nhiều tháng không có mưa, khô hạn kéo dài khiến các loại cây trồng như cây ăn quả, cây công nghiệp bị mất năng suất, suy kiệt. Một số nơi bà con đã chuẩn bị xong đất từ nhiều tháng nay nhưng chưa thể gieo trồng cây hàng năm. Chè là cây trồng chủ lực tại xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu với khoảng 750 hectare và hàng nghìn hộ tham gia trồng chè. Những năm trước đây, thời điểm này người trồng chè tất bật thu hái chè xuân. Nhưng năm nay thì khác. Nhiều nương chè sơ sắc, cằn cỗi vì nhiều tháng trời không có mưa. Đồng thời, các nguồn nước tưới cho cây chè cũng đang dần cạn kiệt. Nhưng năm nay thì nóng toàn tập từ tháng 12 đến giờ. Không được giọt mưa nào nên ra là chè bắn được cái búp lên là tự lụi đi. Và chỗ nào mà mọc được lên một chút thì là xòe lá ra luôn. Nên là rất là khó khăn, bà con thì không có thu nhập. Bên cạnh cây chè, cà phê là cây trồng có diện tích tương đối lớn trên địa bàn tỉnh với hơn 20.000 hectare. Nhưng nhược điểm lớn nhất là hầu hết diện tích cà phê trồng trên những triền nương, vạt đồi, nước tưới phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Nắng hạn kéo dài đã làm cho nhiều diện tích cà phê có nguy cơ mất mùa. Như mọi năm thì mưa thuận gió hòa thì cà phê nó ra hoa đậu quả rất là tốt. Đấy, tỷ lệ đậu quả rất là cao, nhưng năm nay thì do thời tiết hạn hán kéo dài. Đấy, giờ thì cà phê ra hoa mà đậu quả rất là ít, rụng hết quả này, quả thối hết đấy. Tại nhiều vùng trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh, nắng hạn kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến năng suất sản lượng. Bên cạnh đó, nhiều diện tích đất trồng cây hoa màu hàng năm được chuẩn bị từ sau Tết Nguyên đán 2024 đến nay cũng chưa thể gieo cấy được. Nắng hạn kéo dài như năm nay đấy thì thiệt hại cho bà con rất là lớn. Thứ nhất đấy thì đối với cây ăn quả thì đang thời kỳ ra hoa, đậu quả thì không có nước tưới mà không có nước mưa. Mỗi năm là có trận mưa thì cây ăn quả còn đậu quả. Còn đối với cây ngắn ngày như hoa màu, như trồng ngô giống và ngô ngọt đấy thì như mọi năm, mọi khi là tầm này thì chúng tôi đã xuống giống rồi. Xuống ngô ngọt và ngô giống cái lần đầu tiên thì chúng tôi đã xuống giống rồi. Như năm nay thì đến bây giờ còn chưa mưa, thậm chí một số nơi đấy còn chưa làm đất được bởi vì đất nó cứng, nó khô quá không cày được. Hiện nay, mặc dù một số địa phương trong tỉnh đã xuất hiện những đợt mưa nhỏ nhưng không đáng kể, nắng nóng gay gắt được dự báo vẫn tiếp tục tái diễn. Vì vậy, người dân không nên lơ là chủ quan, cần triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó với thời tiết bất lợi, bảo vệ hiệu quả cây trồng, đồng thời theo dõi sát sao với diễn biến của thời tiết để gieo cấy cây trồng hàng năm, giảm thiểu tối đa thiệt hại do nắng hạn gây ra.